đẹp duyên dáng, có gu như thế này này, chắc chắn là các cụ ở đây tốn thơ lắm ấy nhỉ. Có thể chết tôi xin lỗi nhé. Nếu như điều tôi nói có điều gì làm chị phiền lòng, tôi không cố ý đâu. Tôi xin lỗi nhé. Chẳng có chuyện gì đâu. Nghe thấy chị hỏi, tôi ngẫm lại phận mình đơn chiếc. Ngẫm mà thấy nản lắm chị ạ. Tôi không chồng, không con. Vào đến đây, những tưởng gặp được đúng người, để đến lúc về già có người để bầu bạn. Nhưng người ta cương hứng hò hò ấy. Em thừa hiểu tính Gian như nào, nhưng trong thời điểm này em buộc phải làm thế. Để bảo vệ hạnh phúc của em sẵn sàng bất chấp làm mọi thủ đoạn. Lô, em chở cây đến, chị xuống nhận cây giúp em với ạ. Ok, đợi tí nhá. Anh xuống dưới kia điều mấy cây lên đây đi. Em sẽ dùng cây phong thủy để ngăn chặn luồng khí 13 vào đây. Nhưng mà... Mà không chỉ thế đâu. Từ ngày hôm nay em sẽ làm việc ở đây, ngày nào anh cũng sẽ thấy em. Em không thể để cho Gian tự do tự tại làm gì thì làm trong thời điểm này được. Phải đưa vào khuôn khổ. Mày biết chị Phương đi đâu không? Gọi nãy giờ không được. Thôi, mày gọi làm cái gì? Người ta đang bận lắm. Bận gì? Chị đang ở nhà hàng 37 đường Bằng Lăng, phòng VIP 5. Là sao? Đang bận đi hẹn hò. Hẹn hò? Sao mày biết? Tao hẹn thằng em đi ăn, vô tình bắt gặp chị Phương. Hình như là đang đi với người yêu thì phải. Bên đó sản phẩm của họ cũng bình thường thôi. Nhưng mà họ biết điều. Bên La La chúng em cũng có thể có những ưu đãi khác ạ. Ưu đãi gì thì anh cũng không cần. Tuần sau anh có chuyến công tác Đà Lạt 3 ngày. Nếu mà em đi cùng với anh thì mình sẽ ký hợp đồng trong đó.